Chào các bạn đến với kênh Tự Học Vlog. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách làm. Cái cách này rất là hay, mọi người thường hay thấy trên một cái phim hoặc là video, một số clip YouTube mình ta hay làm đó. Là có nghĩa là người ta đang chiếu một cái ta ngưng cái xong mình ta chiếu tiếp cái đoạn đó. Đó. Thì làm sao để ngưng được cái đoạn đó mà vẫn giữ nguyên cái hình ảnh mà đang chiếu tới cái khúc đó người ta ngưng. Cái đó là gọi là đóng khung. Video á, đóng băng á, hay còn gọi là đóng băng á các bạn, đóng băng video á, mà tiếng Anh nó gọi là freeze frame á. Thì cái phần mềm này, cái ứng dụng, cái cách làm đó thì làm trên một cái Power Director 19 hay gọi là Power Director 365 á mọi người. Thì làm bằng cách nào, làm ra sao, xin mời các bạn cùng theo dõi ha. Và các bạn nhớ cho mình một like, một share và một đăng ký kênh là mọi người. Thì đầu tiên thì tôi sẽ làm vô cái full mode của Power Director 19 trước. Ta mở một cái phần mềm mà làm phim lên ha. Đây là cái phần mềm làm phim và tôi sẽ cũng như thường lệ tôi sẽ xóa hết tất cả những cái phim và hình ảnh ở trên cái khung media này. Tôi sẽ lấy một cái đoạn phim ở trong cái của mình ra. Mình quên cắm cái ổ đĩa vô mọi người. Đây mình sẽ lấy trong cái ổ đĩa trong này ha. Cũng một cái video quen thuộc. Một cái khung cảnh quen thuộc. Đây là cái cảnh của rất là đẹp luôn. Mình rất là ấn tượng với cái cảnh này. Thì mình sẽ lấy cái cảnh này mình làm cho mọi người xem ha, hướng dẫn cho mọi người. Thì đây là cái đoạn video mà mình chia sẻ ở đây. Thì các bạn thấy đó, cái đoạn video này nó chiếu bình thường ha. Tuy nhiên á, mình sẽ làm một cái thao tác là đứng cái đoạn phim này một giây lát ha, cho các bạn xem. Ví dụ như mình tới đây, mình không muốn cho nó chiếu nữa, mình cho nó khựng lại, cho nó đứng im trong một giây lát thì nó đứng im như thế nào thì mời các bạn xem nè. Các bạn vô đây, sau đó các bạn click vô tiếp nút phải chuột vô đây, cái bạn click nút phải chuột vô cái đoạn phim ở phía dưới, các bạn vô cái edit video ha. Thì ở đây nó có cái free frame nè. Cái free frame này nè các bạn. Đó. Các bạn click vô đây một cái. Thì lập tức cái đoạn hình này á, nó sẽ được đóng khung, nó đứng im liền. À, các bạn xem lại ha. Đó. Thấy chưa? Các bạn thấy nó đứng im trong một vài giây. Đó. Và nó chiếu tiếp tục. Thì đó là cái cách mà hôm nay mình muốn hướng dẫn, mình muốn chia sẻ cùng mọi người. Thì đối với cái đoạn video này, cái đoạn phim mà cái hình ảnh mà nó đứng lại này nè, nó kéo dài bao lâu thì do chúng ta chỉnh nha mọi người. Thì ở đây á, theo như cái setup của cái phần mềm này có sẵn á, thì nó đã là setup là dường như trong vòng là 5 giây. 5 giây ha. Thì các bạn có thể giảm cái thời lượng nó lại bằng cách nào? Thì các bạn vô trong này ha, vô cái chỗ cái check này nè, cái dấu check này nè, các bạn giảm ha, các bạn đặt cái con chỏ chuột vô đây và các bạn giảm xuống còn 3 giây cho nó ngắn lại ha, để 5 giây thì nó hơi bị lâu. Rồi thì mình sẽ chiếu lại cho các bạn xem đó. Nếu trong trường hợp các bạn thấy 3 giây nó vẫn còn lâu thì chúng ta click vô đây lại, chúng ta giảm tiếp tục nữa ha, các bạn xuống 2 giây hoặc 1 giây thì tùy các bạn nha. Đó thì đây mình sẽ làm lại cho các bạn xem. Đó, các bạn thấy không? Khi mình chiếu, cái nó đứng lại, rồi cái nó chiếu tiếp. Đó. Có thể các bạn giảm xuống một giây cũng được, tuy thì chúng ta nếu mà chúng ta muốn cái thời gian đứng của nó là bao lâu thì chúng ta cứ giảm như thế ha. Đó là cái cách mà chúng ta làm. Đây là cái cách thứ nhất nha mọi người. Đây là cái cách thứ nhất. Còn cái cách thứ hai nó cũng rất là hay mọi người. Đó, ha. Cách thứ hai. Thì cái cách thứ hai làm như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi ha. Đó. Và đối với cái khung mà đóng free frame này mà mọi người, thì ở dưới nó sẽ không có tiếng nha. Cái khúc này nó sẽ không có tiếng, nó sẽ ngưng một giây hai giây thì do chúng ta quyết định là sẽ không có tiếng. Vì vậy á, các bạn cứ để nó bình thường ha. Còn trong trường hợp mà các bạn muốn một lòng một cái âm thanh nào khác vô thì các bạn lồng vô đây cũng được nha. Thì đó là một cái cách. Cách thứ hai á là làm như thế nào?
Cách thứ hai thì các bạn click vô trong cái đoạn video dưới này và các bạn cho nó nổi xanh lên ha. Rồi tiếp tục chúng ta vô cái tool. Cái tool ha các bạn, cái tool nha. Thì ở đây á nó có cái action camera center ha. Thì các bạn click vô cái action camera center, nó nằm ở chỗ này. Các bạn chờ nó chạy lên ha. Thì đây là cái khung action camera center, thì nó cho phép chúng ta làm việc ở trên khung này. Thì hồi lúc nãy á, chúng ta đặt nó ngay vị trí này đúng không, đặt ngay vị trí này thì chúng ta add cái keyframe nó đây ngay này thì nó sẽ đứng ngay chỗ này nha. Thì ở trong này nó có hai cái, một cái là cái fix, hai cái tab, một cái fix và một cái effect. Thì ở đây á nó là một cái hiệu ứng cho nên mình sẽ vô cái effect ha. Effect. Còn những cái khác thì các bạn có thể tham khảo thêm, các bạn tìm hiểu thêm hoặc giả tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn. Ở trong cái effect này nó cũng có hai cái mục mà để chúng ta làm, mà hôm nay á chúng ta làm quan trọng đến cái free frame chứ không có liên quan tới mấy cái khác ha. Còn những cái khác thì mình sẽ làm ở cái clip khác. Đây, cái đầu tiên là cái time shift effect. À, cái thời gian mà hả, để cái khung thời gian mà có để các bạn làm một số cái hiệu ứng á. À, rồi cái thứ hai là cái đóng băng cái đoạn video ha. À, hoặc là dừng lại cái á. Thì á chúng ta chọn cái thứ hai ha các bạn ha. Cái thứ hai khi các bạn click vô cái mũi tên này nó rút lại. À, các bạn click thêm cái nữa nó sổ ra cho các bạn. Thì ở đây nó có cái phần tạo một cái khung, à, tạo một cái đóng băng mới nè. Đó. Khung hình á, khung hình đứng á. Và đây là add cái free frame ha. Thì trong trường hợp các bạn muốn add cái chỗ nào, các bạn muốn add ở chỗ nào thì các bạn kéo tới ngay vị trí đó và các bạn chỉ cần nhấn vô cái nút add free frame ở đây hoặc là trên đây cũng được ha các bạn ha. Thì các bạn add đây cái thì nó ra một cái hình thôi ngay chỗ này nè, màu vàng. Các bạn di chuyển qua chỗ khác thì nó là màu xanh, nhưng mà đi di chuyển nó màu vàng. Thì á, các bạn di chuyển cái add xong rồi á, các bạn di chuyển qua đây, các bạn chiếu lại coi nó như thế nào ha. Đó, nó sẽ đứng trong vòng 2 giây, nó sẽ chiếu tiếp cho chúng ta. Ví dụ như trong một cái đoạn video này, các bạn muốn add 2-3 cái cũng được. Các bạn thấy cái khúc nào các bạn ly kỳ hấp dẫn hoặc các bạn muốn dừng lại cái thì các bạn click vô và các bạn add, ha, add đây cái tạo một cái điểm key cho nó đó các bạn. Đó. Và chúng ta nhấn chiếu thử. Đó, các bạn thấy không? Nó đứng một cái nó mới chiếu tiếp. Đó là cái cách tạo ra một cái free frame, tạo ra một cái khung hình đứng á mọi người. Khung hình dừng lại một chút xíu trong vòng 1-2 giây tùy theo chúng ta điều chỉnh ha. Thì ở đây á, đối với cái khung hình này nè, nó dừng có 1 giây thôi mọi người. Dừng 1 giây ha. Do là mình setup ở trên là 1 giây. Còn trong trường hợp các bạn muốn chỉnh á, thì các bạn chỉnh kéo dài hoặc ngắn thời gian của nó lại. Thì kéo dài và chỉnh ở chỗ nào thì các bạn nhìn ở trên đây nè, duration nè ha. Đó, đây là cái khung thời gian mà các bạn muốn cho nó nhanh hay lâu, nhanh hay chậm á. Đó, nhanh hay chậm. Đây các bạn muốn tạo 1 giây 2 giây gì đó thì các bạn chỉnh ở đây ha. Thì mình đưa về 1 giây thì cho nó nhanh. Và cái đối với cái 1 giây này nè, nó không giống như cái kia, nó không có ngắt quãng như cái kia. Đó, nhưng mà nó vẫn tạo ra cái đứng lại cho chúng ta ha. Đó. Đó, các bạn thấy không? Nó đứng lại. Thì khi đó các bạn có thể lồng một số cái khi mà nó đứng lại các bạn hả, đưa vô một số cái hiệu ứng, ví dụ như hiệu ứng chú thích chẳng hạn, ghi chữ vô đó là cái gì gì, hoặc là đó một cái mặt hề cười ha ha, hay là một cái đánh đấm gì đó vô trong đó là hiệu ứng vô. Đó, đó là một cái cách làm. Rồi mình cũng vừa hướng dẫn cho các bạn xong cái cách tạo ra một cái khung hình đứng trong vòng 1 giây 2 giây 3 giây đó, thì và hay là còn gọi là cái free frame ha mọi người ha. Rồi trong cái trường hợp mà các bạn làm xong các bạn nhớ nhấn ok ha, rồi các bạn ra cái khu vực này các bạn làm việc bình thường, các bạn về làm việc bình thường nha, giống như mấy cái clip kia và các bạn xuất file lưu file đó, lưu file xuất file đó thì do các bạn làm ha.
các bạn nhớ nha. Rồi thì đây là cái hướng dẫn của mình đó, các bạn thấy đó, hình nãy mình mới chiếu sang ngưng đó, các bạn thấy nó ngưng, nó cũng ngưng trong vòng một giây đó. Đó các bạn thấy không, nhưng mà nó cái cách 2 á thì nó sẽ không giống như cái cách 1 là nó ngắt quãng ra, ngắt quãng khung hình, mà nó chỉ đứng dừng lại ngay cái cho thời điểm đó 1 giây 2 giây. Rồi cái bài chia sẻ của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ cho mình một like, một share và một đăng ký kênh luôn ha các bạn ha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào tạm biệt các bạn.